Người thứ tư của mình là đi phun thuốc lúa nha mọi người, rất là nắng luôn á. Đó, mọi người phun thuốc cái gì đấy mình không biết. Đây hello mọi người, phun thuốc cái gì ấy mình không biết này. Thuốc này này mọi người. Đây, thuốc gì thuốc phải thơm đấy mọi người. Thuốc mình nợ phải dai nợ hội. Không kết rồi. Mọi nợ phun thuốc đó, em hỏi sao ta tự mong cái gì. Đó, tốt rồi. Đây là cái tai bốc này. Nè, cái tai bốc này nè. Rất là nắng luôn á mọi người. Nắng của mình là đi đi phun thuốc. Thế là sáng nay sẽ tôm đây, đây là tôm. À, chưa phun mà làm một mình mà. Hello mọi người, bây giờ mình phun xong rồi nha, 4 thùng. Giờ mình sẽ đi lên đám tên kia nữa. Thật ạ. Hello mọi người, giờ đã tới ruộng mình rồi nha. Mình phun bên này đã 2 thùng nữa rồi về nhà ăn cơm. Nắng mệt nhưng mà vui. Dân làm nông mới hiểu được thôi nha mọi người. Giờ nắng này không đội mũ luôn đó mọi người. Đây, giờ mình sẽ phun nha mọi người. Xong rồi về. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Tắt máy đi em.